con nào? Anh đâu biết đâu. Không biết. Mà nó chào anh tôi thấy anh còn cười với nó nữa. Anh không biết thiệt, anh thề luôn á. Thấy người ta chào anh lịch sự anh chào lại thôi. Anh tưởng người ta biết anh. Tôi không biết. Bây giờ anh chở tôi dí theo nó. Bây giờ tôi phải làm cho ra lẽ mới được. Anh thấy chuyện nhỏ mà. Không có nói nhiều. Bây giờ anh chở tôi dí theo nó đi. Nhanh lên. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên chặn đầu xe người ta vậy? Mày là gì của chồng tao? Không là gì hết. Không là gì? Không là gì mà mày gặp chồng tao? Mày hai anh. Mày còn cười với chồng tao? Làm như mày gặp chồng mày hả? Là gì mắc cười quá vậy? Thì thấy chồng mấy người đẹp trai quá nên ghẹo xíu không được hay gì? Cái gì? Mày thích ghẹo xíu không? Thì sao? Ủa? Bộ bà chị đây hồi trẻ chưa từng ghẹo trai hay gì vậy? Bây giờ mày muốn chào chồng tao không? Thì sao? Mày hết thức tao chứ gì? Ôi, mày ngon. Thôi được rồi, chuyện có cái gì đâu, biết người ta không liên quan tới anh là được rồi. Anh tránh ra đi, không biết đâu. Tao cho nó thấy với mày, đừng có miệng ngon, quýnh cho mày nhầu lắm á. Thôi trời ơi, quýnh cho mày thấy nè, cái loại người chơi chuyện muốn vậy. Thôi đi bên, làm gì á? Cái loại chơi chuyện với mày hả? Thì coi chừng tao đó. Mày sao? Tao làm gì mày đánh người ta? Con này hả, nó thấy tao đi với chồng tao mà nó ngang nhiên nó chào chồng tao hai anh. Bữa nay á tao tán nó cho nó tỉnh ra. Mày thấy có tức không? Tao tán nó cho nó bỏ cái thói chào dạo chào chồng người ta. Thôi đi, chuyện có gì đâu mày làm căng dữ vậy. Chuyện bé xé ra to à, đang ngoài đường ngoài sáng biết không? Em đi đi em gái, sau này cẩn thận á, đừng có ghẹo chồng người ta chào bậy bạ nữa. Mày phải chừng tao á. Mày mà không cản tao hả, cái loại người như nó tao đánh cho nó thấy má nó luôn á. Hay quá à. Mày đánh nó lỡ như nó có thương tích gì á, nó kiện tụng mày rồi sao? Nó trả thù mày nữa. Chính nghĩa nó đúng á, chuyện có cái gì đâu, nóng quá à. Đúng cái gì mà đúng, mày phải trong hoàn cảnh của tao thì mày mới hiểu. Hồi nãy nó kênh với tao, nó còn đánh tao nữa đó, mày không thấy hả? Thôi được rồi, bây giờ xong rồi, mày rủ tao đi chợ xong tới đây tao phải giải quyết mấy cái này nè. Đi được chưa? Đi thì đi. Ê vợ, vợ ơi, vợ, vợ ơi, bà con ơi, ai cứu vợ em bà con ơi. Vợ ơi, em sao vợ? Em, bà con ơi. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Cũng mấy ngày nay rồi. Nè, liên tục tụi nó gửi mấy cái tờ đe dọa tới nhà anh nè. Gần đây nhất á, có người hành hung vợ anh luôn. Anh nghĩ chắc chắn cái này là trả thù chứ không đâu nữa. Chuyện này cũng lộng hành thiệt chứ. Có luật pháp như vậy còn dám tới tận nhà làm ba cái trò này. Gan trời. Tôi chắc chắn là con nhỏ nó làm chứ không ai hết á. Cũng chưa bỏ kết luận được. Bây giờ phải có bằng chứng mới kết tội nó được. Thôi rồi, để em cố gắng tìm cách giải quyết cho hai vợ chồng. Đừng lo nữa nha. Nếu được vậy anh cảm ơn em nha. Làm phiền em quá rồi. Tụi bay là ai? Ai thuê tụi bay tới đây? Tao là Du Lì Đòn. Mày khỏi hỏi, tao không nói đâu. Chị ơi, chị tha cho em. Tụi em được thuê hành hung cái chị trong nhà này nè. Phải đánh tâm lý 7 ngày liên tục. Tụi em chỉ kiếm cơm không biết gì hết chị ơi. Lũ khốn nạn tụi bay. Vì đồng tiền á mà làm chuyện bất nhân hả? Chính nghĩa. Đưa nó lên phường. Đâu mỏi chị tụi nó đâu. Gọi cho cái người thuê tụi bay. Nhanh lên. Đêm hôm mày gọi cái gì nữa vậy? Tao chỉ tiền hết cho mày nè mà. Tao gọi để nói cho mày biết. Cái hành vi xúi dục thuê người tới đây hành hung khủng bố tinh thần của người khác của mày đi bị bại lộ. Tụi nó bị bắt hết rồi nè. Mày lo mày để tự thú đi. Mày là ai vậy? Tao là Chính Nghĩa. Hẹn gặp mày ở đồn. Ê! Nhìn chị ơi. Mày thấy tao nó có sai không? Mâu thuẫn nhỏ xíu thôi à, mày làm căng lên chi? Nó kiếm cách trả thù mày đó. Mày mốt ra đường là mân bớt nóng tính giùm tao. Tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nha. Thôi xong rồi, vô nhà đi.